Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Đầu tuần mới xin chúc cô chú anh chị một tuần thật nhiều năng lượng và thật nhiều niềm vui mới nha. Thì hôm nay đầu tuần Dung sẽ gửi đến cô chú anh chị một mẫu xe gọn, đẹp, xinh xắn, lành tính và cực kỳ tiết kiệm luôn. Hyundai Accent, đây là bản 1.4 AT, bản tiêu chuẩn nha cô chú anh chị. Xe 2021 đã đi được 45.000 cây, mang biển số tỉnh. Và chiếc xe này hôm nay 5 chỗ nè, số tự động nè, Hàn Quốc, giá chỉ với 430 triệu. Mời cô chú anh chị cùng Dung đánh giá chi tiết mẫu xe này nha. Và hiện tại thì bên Dung vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ cô chú anh chị khách hàng thu mua tận nơi, nhanh gọn, không kỳ kèo, không ép giá. Đặc biệt nếu như xe đang có vay ngân hàng thì bên Dung sẽ hỗ trợ đi xóa giấy chấp cho cô chú anh chị luôn, hỗ trợ tất tần tật mọi thủ tục giấy tờ đơn giản nhất. Cô chú anh chị ký tên là nhận tiền, không kỳ kèo, không ép giá. Mình có xe cần bán, cần định giá, nhớ gửi thông tin cho em Dung nha. Xin cảm ơn. Còn bây giờ mời cô chú anh chị cùng Dung đánh giá chi tiết chiếc Accent 2021. Xin mời. Đầu tiên mời cô chú anh chị đi một vòng quanh thân xe nha, để mình xem form dáng nè, độ bóng nước sơn nào còn như thế nào. Xe đi hơn 40.000 nhưng mà chất xe còn khá là đẹp nha anh chị. Đây, một vòng quanh thân xe nè, form dáng Hyundai Accent, xe cùng phân khúc với lại Vios City á nha anh chị. Nhưng mà so với các đối thủ thì cũng không kém cạnh gì đâu nha. Đó, Vios là quốc dân thì Accent cũng là xe bán thuộc top bán chạy của dòng sedan hạng B, rộng rãi nè, lành tính, tiết kiệm. Xe đi 5 người thoải mái nha. Đây, anh chị nhìn giúp Dung những cái đường nhập lặn nhập nổi nè. Hàn Quốc thì họ làm form xe vuốt cũng khá là đẹp mắt ha. Nhìn trẻ trung năng động lắm. Đó. Accent 2021 form mới, đèn mới. Bản 1.4 AT, bản tiêu chuẩn ha, cũng cảm biến camera lùi, màn hình tích hợp tiếng Việt luôn, dễ dàng cho anh chị sử dụng. Đó, độ bóng nước sơn dập lặn dập nổi còn đầy đủ hết. Xe thì bên Dung cũng cấp chứng nhận cho anh chị là động cơ hộp số nguyên zin, keo chỉ động cơ hộp số nguyên zin, không năm đụng, không ngập nước nha. Khuyến khích của chú anh chị check hãng hoặc có thầy thợ thêm mình check thoải mái. 430 triệu. Đây, form dáng thì cực kỳ đẹp, trẻ trung năng động lắm, rộng rãi. Rồi bây giờ anh chị xem vào chi tiết xe nha. Nước sơn cabo zin nè, đường nhập nổi trên cabo anh chị nhìn nè. Đó, nguyên bản nha. Dưới ánh đèn nhìn nước sơn nó bóng nó đẹp lắm anh chị. Thiết kế đèn ở đây cũng có mấy cái dạng giống như là pha lê à, rất là đẹp. Đó, bóng mình có bóng chiếu luôn rồi, cho ánh sáng tốt hơn ha. Khoang lái nhìn ngôn ngữ thiết kế nhìn cũng rất là ngầu. Đây, ốp nè. Cái đèn gầm thì có ốp nhựa đen ha, nhìn cũng rất là bắt mắt. Ở đây nữa nè. Xe thì nhấn nhá cũng khá là nhiều. Đây, mâm vỏ phía bên này anh chị nhìn nè, ca gió còn nè. Đó, mâm thì cũng không thấy chảy xước gì, xe bên Dung mới rửa mang vô cho nên là còn hơi nước động luôn. Đó, ga lăng thiết kế 3D anh chị nhìn nè, nổi bật lắm. Xe này đi buổi tối chắc là đẹp lắm luôn á anh chị. Đây, đèn phía bên này, đèn trong veo, không mớp, không bể, không đục ố vàng gì hết nha. Đó, phần nhựa cản chứ cũng không thấy chảy xước gì. Đây, phần ga lăng thì tách đôi, ở phía dưới này mình có cái môi ở dưới này nữa nè anh chị. Nhìn xe rất là trẻ trung. Đây, xe có vết xước xước nhẹ, đây thì Dung giữ cabo zin cho nên là chưa không có sơn lại ở đây nha. Đăng kiểm còn tới tháng 11/2023, xe mang biển số tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Gương nè, đường nhập nổi quanh xe nè, anh chị thấy nó liền lạc ghê không? Đây, nước sơn còn bóng lưỡng nè. Trắng bùn. Vỏ phía bên này cũng vậy. Gai không còn dày, mâm mình là mâm 15, mâm nhỏ. Chủ đi. Vỏ xin theo xe tuần thứ 12/2021 nha. Mâm thì ở đây cũng không thấy chảy xước gì. Nè, 4 mấy ngàn thì vỏ như vậy nha anh chị. Còn cái phần này á là ốp luồng của nước sơn zin của hãng nó như vậy luôn nha. Mở cửa bằng nút bấm, tay nắm cửa mạ rôm nè. Bên ngoài thì có dán phim thôi. Xe 2021 thì cũng còn bảo hành hãng nha anh chị. Bảo hành tới 2024. Keo chỉ là nguyên zin. Phần ốp nhựa nè. Đây. Đây, mấy cái này là bằng nhựa giả da chứ không phải da đâu nha. Rồi bên trong ốp bể bước chân lên xuống nè, không thấy chảy xước gì ha. Đây. Này cũng vậy. Bản lề là nguyên bản hết, xe màu đỏ rất đẹp. Trang bị cho mình bọc trần với lại trải sàn rồi nha anh chị. Đã, lấy về là đi thôi. Ghế thì vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Ghế này thì được cái là ngồi nó mát mẻ hơn, mà nó sẽ dễ khó vệ sinh hơn so với cái da. Đây, thiết kế cửa gió cũng khá là đẹp. Màn hình, cái keo màn hình chủ trước chưa lột luôn nè. Đó. Rồi. Khởi động bằng nút bấm, dàn lạnh thì cũng vivu, cần số nè. Nói chung là cơ bản thôi, không có gì đặc biệt đâu anh chị. Đó. Bản này bản tiêu chuẩn mà.
tiện nghi thì cũng cơ bản để dùng thôi, nó không có trang bị quá nhiều. Nhưng mà như vậy thì mình đi nó rất là lành. Đây, phía sau nè, hàng ghế phía sau thì anh chị ngồi được 3 người. Nó cũng khá là thoải mái nhưng mà nó không có được như Vios đâu nha. Vios là nó rộng chùm phân khúc rồi. Chiếc này thì nó không có rộng được như Vios với lại City đâu. Chỉ cái này là do cái hàng ghế trước nó đang ngã ra phía sau nhiều nè. Thì cái khoảng để chân của mình còn như vậy. Xe thì cũng trang bị cửa gió sau ha. Hàng ghế này nếu mà anh chị ngồi 3 người thì vẫn ngồi được, cũng khá thoải mái, chứ không có được như Vios City rồi thôi. Cũng vẫn rộng rãi thoải mái bình thường. Bên xe thì có chỉ có nẹp chân kính nữa nha. Là bắt mắt. Rồi mâm vỏ phía sau. Ở đây thì cũng không thấy chày xước gì, vỏ thì là vỏ cung hô nha. Rồi, anh chị nhìn cái phục nè. Đó, nói chung là chiếc xe cơ bản lành, tiết kiệm, bền bỉ. Đây. Thiết kế đèn nhìn cũng khá là đẹp á anh chị. Phía sau là mình có camera lùi nè, bốn cái cảm biến. Phía dưới thì có ốp thể thao ha. Nhìn cũng trẻ trung lắm. Nè, thể thao nè. Rồi, gầm bệ anh chị nhìn nè. Đây. Ống bô nè, phần gầm bên trong nè. Đó, xe 40,000 mà chất xe còn khá là đẹp nha. Cốp nè. Đây. Keo chỉ cốp là nguyên bản hết nha. Đó. Chưa mất một miếng keo, một miếng chỉ nào. Ốc nè. Mấy cái tiêu là nguyên bản hết anh chị. Chủ trước cũng đã trang bị cái tấm lót cho nó không có chày xước. Cốp thì mình để đồ cũng khá là thoải mái nha. Cái vỏ sơ cua ở dưới này nè. Đây, còn mới tinh. Mình thùng ở dưới này thì liền lạc nguyên bản hết nha anh chị. Đây. Tấm vỏ phía bên này cũng vậy luôn, không thấy chày xước gì. Vỏ thì còn cũng khá là ok. Rồi. Cơ bản thôi, chiếc này mở ra cũng không có gì đặc biệt đâu nha anh chị. Giá thì bây giờ nó cũng rẻ lắm rồi, 2021 430 triệu thôi. Giá này anh chị lên xem xe cũng có thương lượng nha. Sedan hạng B, hơn một cái rộng rãi hơn, lành tính, chi phí bảo dưỡng vận hành thì nó cũng thấp. Đây, kính nè. Mấy cái phím anh chị thấy nó còn rõ bân không? Đó, cũng mấy ngàn mà chất xe còn khá là đẹp. Đây. Ghế thì đều là chỉnh cơ hết. Nói chung chiếc này Dung thấy nó cũng không có tiện nghi gì đâu, bình thường à. Đó, vô lăng thì cũng còn khá là mới. Rồi. 42.000 cây. Test dàn lạnh cho anh chị xem. Tính năng an toàn ABS rồi đầy đủ ha. Màn hình hiển thị cũng khá là thể thao đó. Đây, màn hình Hyundai nè. Map nè, đây, mấy phím điều khiển ở đây. Anh chị thấy nè, cũng còn rất là mới nha. Đó, cổng sạc. Này, tại vì nó có tích hợp dẫn đường luôn. Màn hình tiếng Việt ha, có tích hợp dẫn đường luôn. Này, anh chị thấy nè. Đó, rất là tiện ha. Đây. Camera lùi nè. Đây, dùng mở khoang capo cho anh chị xem. Đi đây nè. Đây anh chị. Động cơ nè. Capo ha, capo zin nè. Ốc capo nè. Đó, nguyên bản chưa? Keo chỉ chưa mất một miếng keo, một miếng chỉ nào ha. Đây. 1.4 rất là lành tính. Xe này bây giờ giá nó rẻ lắm rồi, 2021 cũng bán có 430 triệu thôi anh chị nè. Đây, ốc capo là nguyên bản hết nè. Khung xương phía dưới này cũng vậy. Đó, nguyên hết nha. Dấu son thì còn đầy đủ. Đây, phía trong mình thùng liền lạc hết. Xe này còn bảo hành hãng mà, khuyến khích anh chị check hãng hoặc là có thầy thợ theo mình check thoải mái. Xe bên Dung thì đều khuyến khích anh chị check hãng ha, hoặc là có thầy thợ theo mình check để cho nó công bằng nhất. Đó, nó dễ chịu. Anh chị mua thoải mái mà Dung bán nó cũng thoải mái nữa. Đó. Động cơ 1.4. Động cơ này thì cũng rất là lành tính ha và tiết kiệm nữa, động cơ mới. Rồi mời anh chị đi lại một vòng với Dung chiếc xe Hyundai Accent 1.4 AT bản tiêu chuẩn, xe số tự động nha anh chị, mà bây giờ 2021 Dung bán có 430 triệu thôi. Đó, cấp chứng nhận cho anh chị keo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin. Sedan hạng B trẻ trung, tiện nghi công nghệ thì cũng tương đối đầy đủ chứ nó không có quá nhiều đâu anh chị.
camera cảm biến lùi đầy đủ thôi, camera hành trình 430 triệu thôi, xe 2021 bản số tự động nha. Biển số tỉnh bên Dung cũng bao rút hồ sơ gốc. Anh chị quan tâm nhớ gọi sớm giúp Dung nha. Xe bên Dung thì hiện tại cũng đang có nhiều anh chị, xe nhỏ, xe to gì cũng có nè. Lướt qua một vòng anh chị xem showroom bên Dung nè. Đó. Xe rất là nhiều. Thì xe nhỏ, xe to giá cả đầu tháng thì cũng đang linh động rất là tốt. Anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì liên hệ trực tiếp với Dung, số điện thoại 0888224668 để Dung hỗ trợ cho anh chị nha. Hoặc là mình có ghé qua showroom bên Dung ở số 52 Lương Định Của thì nhớ là đó là gặp Thảo Dung để Dung có thể đón và hỗ trợ anh chị được mức giá tốt nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.